quạt này. Đây là bên dưới này, nó có hai cái nút này. Ở bên dưới đáy thì mình cắm, đây mình cắm sạc điện vào trong cái khe này. Và dung lượng pin quạt này là 4000 mAh. Mới đầu thì cái quạt này nó có chế độ khóa. Đấy. Đấy, khi mà mình nhìn để ý này, ở đây nó có hai cái nút này, và đây hiện tại ban đầu quạt mới thì nó là đang chế độ khóa, thì ấn nút này nó sẽ không lên được. Ấn nút thì nó sẽ không lên được gì. Bây giờ mình phải mở khóa lên. Cách mở khóa thì mình ấn giữ hai ngón tay vào trong cả hai nút này liên tục luôn, trong khoảng tầm 3 giây giữ cả hai nút này. Đó, và nó kêu tít lên cái thì là chế độ mở khóa đã được kích hoạt. Đây lúc này thì mình sẽ ấn các nút này. Nút này nó là nút cảm ứng. Đó, và đây điều chỉnh này, nó có 4 chế độ và có 4 nấc đèn ở đây. Còn cái nấc đèn cuối cùng này nó là của cái chế độ này. Chế độ này là chế độ quay và bật đèn. Đây, thì này, nó quay thì nó sáng nốt cái nút cuối cùng lên ạ. Còn nếu mà muốn bật đèn ấy, thì mình ấn giữ ở đây khoảng tầm 3 giây. Giữ vào thì tắt và giữ vào thì mở. Giữ đang tắt thì giữ 3 giây là mở, đang mở giữ 3 giây thì tắt. Đó. Còn cái nút quạt thì mình ấn, mình không cần giữ mà mình chỉ cần ấn thôi. Đó. Như vậy. Còn nếu mà muốn cho nó ngẩng lên thì cầm hai cái này kéo bẻ nó lên là được rồi. Như vậy. Còn nếu mà ví dụ mà cái lúc mình không dùng nữa, mùa đông không dùng, hoặc là lúc nào mình không cần dùng nữa thì mình khóa vào. Đây bình thường là mình ấn là nó vẫn nhận này. Đấy. Đấy thì lúc nào mà không dùng nữa thì mình khóa vào thì lại ấn giữ hai tay vào hai nút. Ấn giữ vào đây. Ấn giữ tầm độ 5 giây gì đó là bắt đầu nó kêu tít một cái là khóa được. Lúc này đang mở thì ấn giữ là nó khóa, đang khóa ấn giữ là mở. Đấy, khi bây giờ khóa vào thì ấn nó không có cảm ứng gì luôn, không có phản hồi gì. Đó. Đó, như vậy thôi. Hướng dẫn sử dụng khá là đơn giản thôi ạ.